Duy Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Cảm ơn quý vị đã luôn tiếp tục ủng hộ, đồng hành cũng như góp ý cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. À, thưa quý vị, ngoài việc phát sóng bản tin tại YouTube channel bằng hình thức video mỗi ngày, thì quý vị cũng có thể theo dõi trên trang Facebook tin người Việt Canada cập nhật những tin tức uh, nóng hổi thưa quý vị ví dụ như là tình hình thời tiết hay là những tin tức mà gọi là breaking news thì sẽ được cập nhật ngay lập tức trên trang tin người Việt Canada Facebook và tất nhiên và mỗi tối quý vị vẫn có thể theo dõi YouTube channel cùng với Julie và quay trở lại tin tức ngày hôm nay kết thúc một tháng 11 với không nhiều những lạc quan về nền kinh tế Canada cũng như là lạm phát đã bước sang tháng 12 à, và sắp tới chỉ còn vài ngày nữa chúng ta tiếp tục chờ đợi tin tức từ ngân hàng trung ương Canada liệu họ có tăng lãi suất một lần nữa lên đỉnh điểm hay là sẽ giảm nhẹ để có thể xoa dịu bớt những gồng gánh của người Canada đang phải à, vay thế chấp thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong những ngày sắp tới. Một báo cáo mới Dự đoán, giá nhà trung bình ở Canada sẽ giảm 3,3% trong năm tới với mức giảm lớn nhất dự kiến ở Ontario và Tây Canada, nơi mà một số thị trường có thể chứng kiến giá giảm từ 10 đến 15% thưa quý vị. Báo cáo của Remax Canada đã đưa ra bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát của nhà môi giới và đại lý trên toàn quốc. Giá nhà ở Canada đã giảm trong năm nay do thị trường bất động sản hạ nhiệt trong bối cảnh mà lãi suất cao hơn làm tăng chi phí thế chấp đối với người đi vay. 60% thị trường nhà ở Canada dự kiến sẽ ở trạng thái cân bằng vào cuối năm cũng như là đầu năm 2023. Tuy nhiên, một số thị trường dự kiến sẽ chứng kiến một biến động lớn hơn về giá giá ở Kelowa của BC hay là Nanomo của BC và Durham, Ontario được dự đoán sẽ giảm 10% vào năm 2023, trong khi giá nhà ở Berry của tỉnh bang Ontario dự kiến sẽ giảm 15%. Giá tại khu vực Crater Toronto ước tính sẽ giảm 11,8%, trong khi Crater Vancouver dự kiến sẽ giảm 5%. Trong khi đó, ngược lại, Calgary dự kiến sẽ tăng tiếp 7% về giá bán và thành phố Edmonton dự kiến sẽ tăng 3% thưa quý vị. Halifax cũng sẽ tăng 8%. Suy thoái, thị trường nhà ở Canada có thể bắt đầu chậm lại nhưng mà giá trị tài sản đang tiếp tục đi xuống. Và báo cáo của Robert Hogan, trợ lý kinh tế trưởng tại RBC nói rằng, trong khi suy thoái có thể kết thúc thì giá trị bất động sản rõ ràng vẫn đang đi xuống. Chỉ số giá nhà MLS tổng hợp của Canada đã giảm tháng thứ 8 liên tiếp trong tháng 10, mặc dù mức giảm 1,2% so với tháng 9 là nhỏ nhất kể từ tháng 5, nhưng mà hiện tại thì nó nhìn chung cũng đã giảm từ 10 đến 15% thưa quý vị. Ông Hawkins cho biết sự sói mòn giá trị tài sản đã được cảm nhận trên khắp Canada, nhưng mà mức độ sụt giảm lại khác nhau ở các thành phố, ví dụ như quý vị cũng đã thấy sau khi trải qua một số mức tăng đáng kể nhất trong lịch sử, đặc biệt nóng ở một số thành phố Toronto và Barrie của Ontario thì hiện nay đây là những nơi là chịu thiệt hại tổn thất lớn nhất trên toàn quốc. Kể từ tháng 2 đến tháng 10 thì giá trị bất động sản giảm 22% ở Cambridge và 18% ở London và Bradford, Ontario, trong khi Toronto chỉ giảm 11% và ông Hawking dự đoán giá nhà ở thành phố này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Trên cơ sở hàng năm, thì doanh số bán nhà ở Toronto đã giảm 49,3% trong tháng 10, trong khi danh sách mới giảm 11,5%. Ngân hàng Canada lỗ 522 triệu gia kim trong quý 3 năm nay, đánh dấu một khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử 87 năm của ngành ngân hàng. Trong báo cáo tài chính quý mới nhất, của Ngân hàng Trung ương Canada họ cho biết doanh thu từ tiền lãi trên tài sản của mình không theo kịp với chi phí lãi tiền gửi tại ngân hàng, vốn đã tăng trong bối cảnh mà lãi suất tăng nhanh. Việc Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm nay đã làm tăng chi phí lãi suất mà ngân hàng này phải trả đối với số dư thanh toán được gửi trong tài khoản của các ngân hàng lớn. Trong đó trong khi thu nhập mà ngân hàng trung ương nhận được từ trái phiếu chính phủ mà họ nắm giữ vẫn cố định, ngân hàng đã mở rộng đáng kể tài sản của mình trong thời kỳ đại dịch như một phần của chương trình thu mua trái phiếu chính phủ, còn được gọi là nới lỏng định lượng. Chính sách này là một phần trong nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm kích thích nền kinh tế. Việc mở rộng tài sản đó hiện đang khiến cho ngân hàng trung ương phải trả giá vì nó đã trả tiền cho trái phiếu chính phủ bằng cách tạo ra số dư thanh toán Phát biểu trước Ủy ban Tài chính Hạ viện vào tuần trước, thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada là ông Tim McLean đã giải quyết các khoản lỗ dự kiến. Ông cho biết các khoản lỗ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Nhưng ông lưu ý, quy mô và thời gian của các khoản lỗ sẽ phụ thuộc vào đường đi của lãi suất và sự phát triển của nền kinh tế. Sau một thời gian thua lỗ, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ trở lại với doanh thu ròng dương và ngân hàng cũng đang tìm cách tìm đến chính phủ liên bang để tìm giải pháp cân bằng về sổ sách của mình. Mặc dù có một số lựa chọn sẵn có nhưng mà một số nhà kinh tế cho rằng vấn đề trước, ngân hàng trung ương phần lớn là vấn đề kế toán hơn là mối quan tâm về chính sách tiền tệ. Như vậy thưa quý vị có thể điều này sẽ ảnh hưởng một lần nữa đến quyết định của ngân hàng trung ương Canada trong việc có tăng lãi suất tháng 12 tiếp tục hay là không. Người dân Ontario đến ngân hàng thực phẩm Foodbank ngày càng nhiều. Thưa quý vị, họ đã đến các ngân hàng thực phẩm với số lượng lớn hơn và thường xuyên hơn trong 6 năm hoạt động. Một liên minh của các tổ chức cứu trợ nạn đói đã cho biết thông tin này vào ngày 29 tháng 11 vừa qua. Lưu ý, xu hướng đáng lo ngại dường như tiếp tục leo thang trong cuối năm. Những phát hiện này được đưa ra trong một báo cáo từ Fish Ontario, một cơ quan gồm 1.200 ngân hàng thực phẩm food bank trực tiếp và liên kết cùng với các tổ chức khác hoạt động để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực. Báo cáo nạn đói hàng năm cho thấy, 587.000 người, gồm người lớn và trẻ em đã đến với food bank ở toàn tỉnh bang Ontario, tổng cộng là 4,3 triệu lần trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Và Fit Ontario cho biết con số này tương đương với 15 người trên mỗi phần trăm tăng đột biến về số người chuyển sang ngân hàng thực phẩm để được viện trợ và số lượt cũng truy cập, tăng 42% so với con số được ghi nhận vào năm 2019. Những phát hiện này đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp, gia tăng số người sử dụng ngân hàng thực phẩm và số lượt truy cập, cũng như cho thấy sự căng thẳng của hệ thống này đang phải đối mặt. Caroline, giám đốc điều hành của Fit Ontario cho biết, đây là số lượng người truy cập dịch vụ của chúng tôi lớn nhất được ghi nhận kể từ khi mà chúng tôi bắt đầu thu thập dữ liệu và viết báo cáo này. Những áp lực mà những người Ontario có thu nhập thấp và các nhóm yếu thế đang cảm thấy đối với tình trạng không thể chi trả mỗi ngày, đặc biệt là rất đáng lo ngại thực tế là có rất nhiều người hiện đang phải dựa vào hỗ trợ lương thực khẩn cấp để tồn tại nên khiến cho tất cả chúng ta đều lo lắng tổ chức này đang kêu gọi chính quyền tỉnh hãy giải quyết tình trạng gia tăng công việc chất lượng thấp đầu tư vào nhà ở do chính phủ hỗ trợ cải thiện trợ cấp xã hội và tập trung vào những người có kinh nghiệm sống trong việc thiết kế các chương trình và chính sách công mạng lưới ngân hàng thực phẩm lo ngại rằng các khoản đóng góp sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới và rằng họ sẽ không đủ nguồn thực phẩm cho nhu cầu tương lai tỷ lệ trợ cấp xã hội đang tiếp tục thấp hơn nhiều so với các biện pháp dành cho người có thu nhập thấp điều đó cùng với giá cả nhà ở không phù hợp thực sự khiến cho nhiều người không thể chi trả được những nhu cầu cơ bản nhất tại canada những người đến thăm ngân hàng thực phẩm trong 2 năm qua cho biết chi phí thực phẩm và nhà ở, lương thấp hoặc là không đủ giờ làm việc là những yếu tố làm họ đến căng thẳng như ngày nay. Và bà Caroline cũng cho biết thêm 30% hành khách của ngân hàng thực phẩm là trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, một con số không thay đổi trong những năm gần đây. Và bà nói thêm rằng hơn 50% những người tiếp cận các trung tâm như vậy đang nhận được một số hình thức trợ cấp xã hội. Các ngân hàng thực phẩm hiện đang được yêu cầu thực hiện một vai trò và một nhiệm vụ mà họ chưa được chuẩn bị từ trước. Chúng tôi được phát triển như một biện pháp dự phòng vào những năm 80 và chúng tôi chưa bao giờ có ý định trở thành một mạng lưới an toàn xã hội. Đáng lẽ chúng tôi phải xoay trở trong trường hợp khẩn cấp, nhưng bây giờ khi mà ngày càng người có nhiều người Ontario không đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu cơ bản thì họ lại đến đây hàng ngày và trở thành một dịch vụ tất yếu. Odawa, ngành hàng không thảo luận về các mối quan tâm của ngành trước mùa du lịch mùa đông. Sự chậm trễ trong việc kiểm tra an ninh và các vấn đề khác tại sân bay Canada là một trong những mối lo ngại được đưa ra vào giữa tuần khi mà ngành du lịch hàng không cùng nhau chuẩn bị cho mùa du lịch mùa đông bận rộn, đặc biệt cũng là những dịp lễ Tết sắp tới thưa quý vị. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Omar Abrabra đã triệu tập hội nghị cấp cao của ngành để thảo luận về các vấn đề như là tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền của hành khách. Ngành hàng không đã bị tàn phá bởi dịch Covid-19. Và mùa hè năm ngoái, ngành phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới về việc tắt nghẽn và chậm trễ. Họ lưu ý rằng lượng khách hàng tăng 280% trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 và lượng khách hàng cao trình độ nhân viên không đủ đã góp phần gây ra một mùa hè thất lạc hành lý và gián đoạn. Trong đó, những sân bay quốc tế như Pearson của Toronto có kỷ lục tồi tệ nhất thế giới về các chuyến bay bị hoãn. Với mùa du lịch cao, mùa đông đang đến gần, thì hành khách cũng như là ngành công nghiệp này đang lo ngại tiếp tục xảy ra những vấn đề tương tự. Người đứng đầu Hội đồng sân bay Canada nói, chi phí vốn là một vấn đề đáng lo ngại vì các sân bay Canada đã vay 3,2 tỷ đô la để tiếp tục hoạt động trong thời kỳ đại dịch. Chính phủ liên bang đã tăng cường hợp tác với các hãng hàng không và sân bay để bảo đảm rằng các thủ tục và nguồn lực hoạt động cần thiết được áp dụng cho mùa lễ. Người phát ngôn của cơ quan quản lý sân bay Crater Toronto cho biết họ đã hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không và chính phủ và sân bay đã có những cải thiện đáng kể từ mùa hè cho đến nay. Mặc dù vậy thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cảnh báo, một số biện pháp được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sẽ không có hiệu lực kịp thời cho sự gia tăng du lịch vào mùa đông sắp tới. Trong lĩnh vực hàng không của Canada, đã phải trải qua một chặng đường dài đáng kể từ những ngày tồi tệ nhất của đại dịch và họ cho biết, ngành này vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể hồi phục. Chúng tôi muốn người Canada có thể đi du lịch đến nơi mà họ muốn, hoặc là ăn mừng ngày lễ với gia đình, hoặc là đi nghỉ. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng hệ thống đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho tất cả hành khách Canada. Lý do Canada trở thành điểm đến đầu tư bị bỏ rơi. Thưa quý vị, đây là một bài viết cũng đáng để tham khảo khi mà Canada không thu hút được đầu tư không phải vì cuộc biểu tình của đoàn xe tự do như Bộ trưởng Tài chính Canada đã phát biểu, mà là do sự quản lý yếu kém của chính phủ. Và làm thế nào các nhà đầu tư có thể an tâm ủy thác vốn của họ cho một chính phủ có xu hướng chiết chết các dự án lớn đang được thực hiện? Nếu có một điều mà các nhà đầu tư mong muốn trước khi cam kết tài trợ cho các dự án, thì đó chính là một cảm giác ổn định. Họ muốn biết hoàn cảnh sẽ không thay đổi bất ngờ và ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của mình. Điều này đặc biệt đúng với các nhà đầu tư nước ngoài, những người ủy thác vốn của họ cho một quốc gia mà họ không có quyền kiểm soát. Điều đó khiến họ trở nên thận trọng hơn và có xu hướng đóng hầu bao trước bất kỳ một dấu hiệu bất ổn chính trị nào hoặc là thiếu sự tin cậy trong chính phủ. Trong lời khai của mình tại cuộc điều tra về đạo luật khẩn cấp, Bộ trưởng Tài chính Canada là bà Freeland đã lưu ý về việc Canada gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài như thế nào. Bái cũng đã suýt nhắm chúng vấn đề nhưng mà sau đó lại đi chệch hướng khi mà đổ lỗi niềm tin yếu kém của các nhà đầu tư dành cho Canada là do cuộc biểu tình Freedom Convoy, đoàn xe tự do. Cuộc biểu tình rõ ràng đã gây ra tổn thất kinh tế Canada. Việc mà hai cửa khẩu chính bị đóng cửa không cho lưu thông thương mại trong nhiều tuần đã gây thiệt hại cho các công ty ở cả hai bên biên giới, những đơn vị phụ thuộc vào luồng hàng hóa ổn định. Và quan cảnh hàng nghìn người biểu tình cấm trại ở thủ đô của quốc gia, trong khi một thủ tướng không mảy may quan tâm đến và có thể làm gì ngoài việc đổ thêm dầu vào ngọn lửa thông qua việc xúc phạm và bác bỏ các cuộc biểu tình đã không mang lại lợi ích cho đất nước trên trường thế giới. Bà Freeland cho biết, một giám đốc điều hành ngân hàng Canada đã được nghe ý kiến từ một nhà đầu tư tiềm năng trong chuyến đi đến Mỹ. Họ nói: "Tôi sẽ không đầu tư thêm một xu nào nữa vào một đất nước với nền chính trị bất ổn, được điều hành bởi các nhà độc tài." Đó là những từ mạnh mẽ và chúng ta nên lo ngại khi mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng chúng như vậy. Các nước cộng hòa cũng như là độc tài thường được đặc trưng bởi các chính phủ hóng hách và thường xuyên tham nhũng, đồng thời chúng có thể là những nơi bất ổn để đầu tư do nguy cơ nổi dậy của người dân. Tuy nhiên, đó là sự phản ánh của tình trạng quản lý yếu kém hơn là vấn đề của những người biểu tình và phải mất nhiều hơn vài tháng để tạo ra danh tiếng như vậy. Nhà đầu tư nước ngoài có một tầm nhìn dài hạn, họ đầu tư vốn vào các dự án, vốn lớn trong đó thời gian được tính bằng thập kỷ chứ không phải là vài tháng hoặc vài năm. Mặc dù các cuộc biểu tình của đoàn xe đã gây ra gián đoạn về mặt kinh tế, nhưng chúng chỉ là một sự kiện nhất thời đối với các nhà đầu tư quy mô lớn. Các cuộc biểu tình đã cho thấy sự bồn chồn và bất mãn của người dân, thứ có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong tương lai, nhưng đó là hậu quả nhiều năm của quản lý chính trị yếu kém chứ không phải đến từ người dân. Bà Freeland đã thể hiện sự hiểu biết của bà về vấn đề khi nói, nhưng một trong những điều chúng tôi xác định trong ngân sách tháng 4 là đầu tư không đủ mức là một vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Canada. Chúng ta không có tỷ lệ đầu tư kinh doanh đủ cao. Bà ấy sẽ không thừa nhận rằng cả nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề danh tiếng đầu tư của Canada đều nằm trong tay chính phủ. Việc thông qua dự luật C69 làm chung bước đầu tư vào các nguồn lực Canada, dù được mệnh danh là dự luật không còn đường ống dẫn, nhưng nó có phạm vi rộng lớn hơn thế. Dự luật đã tạo ra một hệ thống quy định nặng nề đối với bất kỳ dự án vốn lớn nào, dù là khai thác mỏ hay năng lượng, khiến cho các nguồn tài nguyên của Canada không có tính cạnh tranh để phát triển, trong khi dự luật đang được cân nhắc thì cựu nghị sĩ đảng tự do và người đứng đầu tổ chức Canada West đã cho biết các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài hiện tại tiềm năng bình luận của họ là rất nhiều và họ nói nếu điều này được thông qua, chúng tôi sẽ đi nơi khác. Và bà ấy đã đúng, trong khi thế giới đang đói nguồn cung năng lượng, Canada đã có 15 dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng bị đình trệ không thể bắt đầu. Trong khi các dự án năng lượng lớn mới thì lại không thấy đâu. Mặc dù Canada có thể có những sản phẩm mà thế giới cần, nhưng mà các nhà đầu tư không thể tin tưởng giao tiền của họ cho đất nước của chúng ta và bạn có thể đổ lỗi cho họ về điều này hay không? Thủ tướng Trudeau đã khai tử đường ống Northern Gateway sau khi mà Enbridge đầu tư hàng triệu đô la vào nhiều năm vào đó để có thể đáp ứng các điều kiện năm 2009. Đường ống Energy X đã bị khai tử và dự án mở rộng đường ống Trans Mountain đã phải được chính phủ liên bang mua lại sau khi mà họ đuổi công ty Kinder Morgan khỏi dự án. Đường ống Coastal GasLink đã bị trì hoãn một cách vô vọng bởi các cuộc biểu tình bất hợp pháp mà chính phủ dường như không muốn giải quyết. Và Thủ tướng Trudeau gần như im lặng khi mà ông Biden khai tử đường ống Keystone SL. Lệnh cấm chở tàu, chở dầu ở bờ tay của Thủ tướng Trudeau góp phần hạn chế sự phát triển mới của ngành dầu và cũng như là ngành khí truyền thống, có rất ít ý nghĩa trong việc sản xuất sản phẩm nếu bạn không thể bán nó. Thủ tướng Đức đã phải tìm đến để tìm kiếm các sản phẩm năng lượng chỉ để được nghe ông Trudeau nói một cách kỳ lạ rằng không có cơ sở kinh doanh nào để có thể xuất khẩu khí đốt tự nhiên. Làm thế nào bạn có thể nói điều đó khi bạn thực tế là đang có một khách hàng muốn trả tiền trước mặt bạn? Vâng, bà Freeland đã đúng khi nói rằng Canada đã trở thành một điểm đầu tư bị bỏ rơi và điều đó đang gây hại cho nền kinh tế của chúng ta. Điều đó không liên quan gì đến đoàn xe của những người biểu tình xe tải mà liên quan đến một chính phủ có xu hướng giết chết các dự án vốn lớn đang được tiến hành. Canada đơn giản không phải là một nơi an toàn để đầu tư. Và thưa quý vị, đây là bài viết được đăng và vừa được chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Chuyển sang một số tin tức trên thế giới, thưa quý vị, khi mà Twitter đã hủy bỏ chính sách thông tin sai lệch về Covid-19. Điều này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 và Twitter không còn thực thi chính sách thông tin sai lệch Covid-19 như trước đây theo một bản cập nhật trên trang blog của công ty. Và các biện pháp cụ thể mà Twitter sẽ loại bỏ vẫn chưa rõ ràng, công ty đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu chia sẻ thêm thông tin. Quay trở lại, khi mà Covid-19 bắt đầu bùng phát vào năm 2020, thì Twitter đã đưa ra một số biện pháp bao gồm dán nhãn và đưa ra các cảnh báo trên các tweet có thông tin gây tranh cãi chống lại các lệnh của Covid-19 đồng thời yêu cầu người dùng xóa các tweet đưa ra tuyên bố được cho là sai sự thật liên quan đến việc tiêm chủng vaccine. Các dịch vụ như YouTube, Facebook, Alphabet của sở hữu Meta Platform đã sử dụng các biện pháp tương tự hiện đang được áp dụng. Vào tháng 7, thì Meta cũng đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám sát Độc lập về những thay đổi đối với cách tiếp cận hiện tại của mình do sự cải thiện về nguồn thông tin thực và nhận thức chung về COVID-19. Đầu năm nay, Twitter cho biết kể từ tháng 3 năm 2021, họ đã ngừng thực thi chính sách liêm chính công dân liên quan đến những gì họ coi là lời nói dối về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, ông Elon Musk đã tiết lộ các tài liệu sắp công bố sẽ tiết lộ cách thức và lý do mà nền tảng xã hội này chặn một số tài khoản nhất định liên quan đến vấn đề hạn chế tự do ngôn luận, theo tờ The Fox Business đưa tin. Vì tỷ phú 51 tuổi này còn cho hay thêm rằng công chúng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra trên thực tế. Và ông đã tiếp quản Twitter vào ngày 27 tháng 10 với giá 44 tỷ đô la và đã nhanh chóng tiến hành một số thay đổi thiết yếu. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến, Canada 514 996 6679 Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức vừa được cập nhật trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.